Sáng 30 tháng 3 theo giờ Washington, đã xảy ra một vụ nổ súng trước cổng cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA ở bang Maryland, làm một người thiệt mạng và một người bị thương. Theo giới chức Mỹ, các nhân viên bảo vệ của cơ quan an ninh quốc gia đã nổ súng bắn chết một người đàn ông và bắn bị thương một người đàn ông khác khi hai đối tượng này, giả dạng phụ nữ, cố tình lao xe ô tô vào thanh chắn an ninh trước cổng NSA tại Fort Meade, bang Maryland và bắn nhau với các nhân viên an ninh. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI và các cơ quan thực thi luật pháp khác đang điều tra làm rõ động cơ của vụ này. Một quan chức tham gia điều tra cho rằng vụ này nhiều khả năng chỉ là mang tính hình sự cục bộ, chưa chắc đã là một vụ khủng bố. Fort Meade là một căn cứ của lục quân Mỹ, có khoảng 11.000 binh lính và 29.000 nhân viên dân sự làm việc trong đó. Trong tháng 3 này, giới hữu trách cũng đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi liên quan tới 5 vụ nổ súng trong vài tuần liên tục ở khu vực xung quanh thủ đô Washington, trong đó có một vụ gần trụ sở của cơ quan an ninh quốc gia.